Xe này xem, ai mới mua cho Lisa đấy? Mẹ mua. Mẹ mua hả? Mẹ mua để làm gì nè? Để mẹ mua để mẹ đẩy cho Lisa Leon ở Mỹ đúng không? Đi chơi à? Đi chơi. À, ở Mỹ đi chơi à? Thế Lisa có thích cái xe này không? Bởi vì Lisa ngồi xe này là Lisa ngồi được với cả Leon luôn này. Lisa có thích không? Dạ, Lisa xe này xem, ai mới mua cho Lisa đấy? Mẹ mua. Mẹ mua à? Mẹ mua để làm gì nè? Để mẹ mua để mẹ đẩy cho Lisa Leon ở Mỹ đúng không? Đi chơi à? Đi chơi. À, ở Mỹ đi chơi à? Thế Lisa có thích cái xe này không? Không. Bởi vì Lisa ngồi xe này là Lisa ngồi được với cả Leon luôn này. Lisa có thích không? Không.